Đang chuẩn bị lấy quả dừa, kéo dài cái que này là được 7 mét đấy. Đây, cây dừa đây. Mỗi hôm xuống vườn lấy khoảng 3 quả để uống cho nó khỏi khát nước. Cây dừa này khá là ngọt, khá là nhiều trái nha. Hôm trước lấy được 3 quả rồi. Ăn. Đứng lên thêm một cái ghế nữa, ghế khoảng cũng gần 1 mét đấy đó, xong đứng cao thêm cái gậy 7 mét nữa thì mới với tới. Cái dừa này cao, rất là cao, cái dừa này có lẽ phải hơn 10 mét ngọn. Bắt đầu giật, nói chung là được quả dừa cũng khá là vất vả đấy, đầu tư cái que này mất mấy trăm nghìn. Mấy năm trước thì thôi kệ để cho nó rụng, bây giờ thấy phí quá, đành ra đó đã được rơi được rồi. Mà nhiều khi lấy được quả dừa nó lại rụng xuống hỏng hết cây bên dưới nữa cơ. Đấy, nông dân phố đấy, được quả nữa rồi, 2 quả rơi bụt rồi. Tiện lấy luôn cả chùm mới đi anh ạ, 4 5 quả vẫn được, lấy một công không ấy lắm, lấy hết được, nó cũng già rồi đấy, mất công lấy. Wow, tí nữa thì rơi nát cái cây dừa ở rồi. Tóm lại là lấy được quả dừa ăn cũng khá vất vả. Thôi mỏi rồi thì thôi, lấy thế thôi, không lấy cố nữa rồi lại mỏi cổ quá thì chết dở. Đấy. Lấy được quả dừa ăn cũng khá là vất đấy. Lấy cho nó vui. Đấy, cái chùm này thế nào cũng được mấy chục quả đấy. Tóm lại là sẽ còn phải mỏi cổ nhiều mới xử lý được hết cái cây dừa này. Vì cái sự vất vả của cái việc lấy dừa cao quá nên mình đã phải đầu tư 2 cây dừa lùn. Đây. Hai cây dừa lùn và đây thôi. Đó. Quả này khoảng 3 năm nữa thì sẽ có dừa lùn để ăn, khỏi phải lấy vất vả như thế kia. Và đây thêm một cây dừa cao nữa. Cái cây dừa này là quả của cái cây dừa to, nó già nó rụng xuống và vùi nó xuống để nó mọc lên được cây dừa cao này. Như vậy tổng cộng là đã có 3 cây dừa nhỏ đang ươm tiếp tục và 1 cây dừa cổ thụ. Hiện nay đã lấy được 4 quả dừa và đây là đang cố gắng xử lý quả thứ 5. Đó. Móc được cái móc câu và cái cuống của quả dừa này cũng không phải đơn giản. Bắt đầu đang giật nhưng mà lại đang để ở thân rồi anh ạ, chứ không chui vào móc, mà nó đang móc vào thân của dừa. Móc vào giữa thân rồi đấy, ấy chuẩn bị giằng mạnh chút nữa còn là đi đấy. Là xuống đấy. Ok, chuẩn bị rồi. Và vẫn chưa được.
cực kỳ ngọt, uống vào tỉnh cả người. Công đầu thuộc về người Hán.